Anh là một đứa trẻ xuất thân từ gia tộc sói, cả bố và mẹ đều là những người có vị trí cao trong thế giới sói. Sức mạnh là một yếu tố rất quan trọng và quyền uy. Dòng gen này định trước rằng Freddy đặc biệt từ khi sinh ra. Đêm nay là đêm hóa thành sói, tất cả người sói đều biến hình dưới ánh trăng. Freddy sắp kế vị trở thành lãnh đạo của gia tộc sói. Cậu ấy tin rằng mình sẽ giống như cha mình, trở thành người sói hung dữ nhất trong lịch sử. Mong muốn của bộ tộc đối với anh ta cũng rất cao, nhưng không ai ngờ đến rằng Freddy trong đêm trăng này lại biến thành một chú chó con. Điều này thực sự là một sỉ nhục lớn với gia tộc sói. Freddy không thể tin vào đôi mắt của mình. Nó nhìn vào ánh trăng, sử dụng sức mạnh mạnh mẽ lấy từ sữa mẹ. Không ngờ kết quả cuối cùng lại khiến mọi thứ thật khó xử. Vì vậy cậu bé liền bị chó sói đỏ đuổi đi. Nhưng cụ già lại muốn cho Freddy một cơ hội, yêu cầu cậu ấy phải trở lại thành sói trong vòng 7 ngày. Freddy liền đau khổ chạy ra ngoài. Khi cậu đang cố gắng tìm cách hóa sói, liền bị hai đứa trẻ con bắt được, còn nhuộm mái tóc của cậu thành màu hồng. Không những thế còn đeo vòng cổ thú cưng. Điều này khiến cậu vừa buồn bã vừa tức giận. Nhưng bây giờ còn có những việc quan trọng hơn. Freddy nhìn vào bức ảnh của cha mình trên tường.